Milan thân mến, kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình VKTV với chương trình Thiên Hạ Sự kỳ thứ 221 với đề tài Những điều hệ trọng của đời người. Thưa quý vị, trong cuộc đời con người trên dương thế có rất nhiều điều quan trọng để chúng ta có thể sinh sống, trưởng thành và sống còn. Tùy theo mỗi người nhìn vào một khía cạnh khác nhau và thấy điều gì quan trọng, cần thiết hơn điều gì. Và nhân sinh quan cũng thay đổi theo từng vùng đất, tùy theo văn hóa và văn minh tiến triển của nhân loại và tùy theo thời gian nữa. Có những người suốt đời chạy theo ảo ảnh của danh vọng, tiền tài, vật chất, nhưng lại có nhiều người theo đuổi một đời sống thanh tịnh, đôi khi đi vào khắc khổ. Bởi thế, xã hội loài người trở nên phức tạp và có muôn mặt để con người đạt đến những cứu cánh khác nhau hầu thỏa mãn ước vọng của mình. Thiền Hạ Sự kỳ 221 sẽ bàn đến những điều gì là hệ trọng nhất trong đời người. Vâng, và bây giờ chúng ta cùng chào đón nhà văn Phạm Gia Đại. Chào anh. Vâng, chào Mỹ Lan và kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đưa tới cái đề tài này đó là nó cũng rất thiết thực với đời sống của mình. Và phải nói thật sự ra đó là nó rất là quan trọng đối với cuộc sống của con người nói chung. Trong cuộc sống của mình thì nó phân biệt ra là như thế này. Chúng ta khác nhau lắm. Ngay cả bây giờ chúng ta nhìn thấy là cùng một cha một mẹ sinh ra đó, anh em chúng ta là anh chị em chúng ta cũng đều khác nhau hết. Yeah. Nó cũng không có giống nhau đúng không? Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là những cái điều hệ trọng, ở đây chúng tôi dùng chữ hệ trọng là vì nó quan trọng hơn là nó rất là thực sự cần thiết, nó hệ trọng là nó đứng trên cao hơn cái tầm mức của cái quan trọng. Thì nó hệ trọng đến với con người ta là thứ nhất, nó tùy thuộc lứa tuổi của người đó. Nếu khi mà còn nhỏ tuổi, cái điều hệ trọng nó khác. Khi mà lớn tuổi, điều hệ trọng nó lại khác nhau. Thứ hai nữa, nếu ở cái vùng đất của mình ở, bây giờ thí dụ chúng ta đang ở Hoa Kỳ đó, những điều hệ trọng của chúng ta ở vùng đất Hoa Kỳ này nó khác. Những điều hệ trọng của chúng ta, như của những người hiện tại bây giờ đang ở trong nước, hay là những điều hệ trọng mà cần thiết mà họ đang muốn ở trên những dân tộc ở bên xứ bên Phi Châu chẳng hạn, nó đều khác nhau hết. Cho nên nếu chúng ta nhìn được vào cái vấn đề hệ trọng của chúng ta, nơi chúng ta đang sống, với tuổi tác của mình, với sức khỏe của mình, để mình đi vào vấn đề hệ trọng nào là cần thiết và vấn đề nào không cần thiết, thì con người ta chắc chắn một điều là chúng ta sẽ khỏe mạnh, chúng ta sẽ có cuộc sống ổn định hơn. Còn nếu mà mình không nhìn được vào cái điều nào là điều hệ trọng, điều nào là điều không hệ trọng, mà chúng ta lại chạy theo những cái điều mà nó không cần thiết, để mà chúng ta lại bỏ cái điều cần thiết đi, thì cuộc đời chúng ta nó trở thành một cái cuộc đời nó bấp bênh, nó không có được ổn định, nó không có được ngay ngắn. Cuộc đời chúng ta nhiều khi nó, người ta có nói là vất vả ngược xuôi á, là bởi vì chính nhiều khi chính chúng ta chứ không phải ai hết á. Cái số mạng con người ta, ngày chúng tôi đã trình bày nhiều lần về vấn đề con người ta có số mạng. Con người ta có số mạng thật. Nhưng mà số mạng đó theo tôi nghĩ nó chỉ là khoảng chừng độ 5-70% là cùng. Còn 30-50% kia là chính ở mình. Đúng như vậy, em cũng nghĩ như vậy. Chính ở mình có thể thay đổi số mạng mình. Mình muốn làm thế, bây giờ mình lái xe đi, mình muốn lái đi phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc là mình lái đúng không? Không lẽ bây giờ mình nói là số mạng của tôi, thí dụ mình coi nó số mạng của tôi là giàu, ủa giờ không thèm làm gì hết, ngồi nó chờ sung rụng đó, hả đây, sao đây. Làm sao mà giàu nổi đây. Đúng không anh? Cũng như mà nó ở số mạng tôi nghèo mà tới nó thôi tôi nghèo, tôi không có chí làm ăn, tôi cứ giống như là ù lì, giống như bị nản chí, thế làm sao mình làm giàu được? Mình phải siêng năng, mình cần cù, mình cố gắng, mình làm thì mình mới thành công, thì mình mới giàu được chứ đấy, đúng không đấy anh? Đấy là một cái mà chúng ta phải nhìn vào những cái điều mà nó về tâm linh và những điều vấn đề thực tế. Chúng ta sống ở đây là như chúng tôi trình bày những cái trước, chúng ta có cái phần hồn, chúng ta có phần xác, thì có hai phần đó chúng ta nhìn thấy rằng là nó hòa hợp với nhau để trở thành một con người. Cho nên cái điều quan trọng ở đây chúng tôi mới trình bày với quý vị là chúng tôi có nhiều người bạn lắm, và có những người họ sống rất là hạnh phúc, có những người sống họ không có hạnh phúc thế nào, lúc nào họ cũng complain, họ buồn rầu và họ không có than thở, không có điều gì hết. Thì thật sự ra mà nói ấy, là cuộc đời con người ta nó không thể nào nó có suôn sẻ từ đầu đến cuối được. Mình thể nào cũng phải gặp trục trặc, mình phải gặp những sự bất ý, mình phải gặp những cái chuyện mà mình không hài lòng. Nhưng mà chúng ta phải làm sao để biến những cái điều đó nó trở thành cái điều mà nó không phải là cái big deal, cái lớn trong cuộc đời của mình thôi. Mình tập chấp nhận phải không anh? Mình vượt qua. Yeah. Mình
ôm lấy những điều gì vui vẻ trong mình, và những cái điều gì nó không vui vẻ thì mình thả nó đi, để cho nó đi. Thì là nếu mà chúng ta có ôm những cái điều mà nó bất ý, những cái điều chúng ta không vui để làm, thì thay vì điều đó nó có thể nó thoáng qua, thì nó cứ kéo dài ngày này qua ngày kia, tháng này qua tháng kia, làm cho cuộc đời chúng ta nó bị hỏng luôn trong khoảng thời gian đó. Và nhiều khi nó hỏng cả gia đình của mình nữa, hỏng cả con cái. Hoặc là bây giờ nhiều khi gia đình có nhiều anh chị em cũng than thở, bây giờ mấy đứa con nó nói nó không nghe, hoặc là bây giờ nó sống cuộc sống nó không giống mình ngày xưa, hoặc là muốn nó học cái ngành này nó học ngành kia, đại khái như vậy. Tất cả cái điều đó, đó là người mẹ, người cha, người nào cũng có sự mà quan tâm lo lắng đến con của mình là đúng. Tuy nhiên đó, là mình phải hiểu rằng mình ở trên đất Mỹ, mình cũng còn như Việt Nam ngày xưa. Ngày xưa Việt Nam là bố mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó, không có nhúc nhích cả, không có muốn đâu. Bố mẹ bảo học bác sĩ là phải học thôi, cắm đầu cắm cổ mà học, không cần biết là ngày đêm thì học làm sao ra lấy bằng bác sĩ cho bố mẹ, hay là lấy bằng kỹ sư cho bố mẹ, hay là ra làm giáo sư, là có cái chữ gì sư sư làm sao mà thích sĩ sư là thích đúng không? Đấy là bố mẹ ngày xưa. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ là nhiều ngược lại hả? Là con đặt đâu chạy mẹ ngồi đó hả? Không đến nỗi là đùa thôi. Mình nói cái vấn đề hệ trọng là thế này. Ngày xưa ở đất nước của mình á, thì mình nghĩ rằng những cái nghề đó là những cái nghề mà số 1 để mà đưa con của mình nó lên cái đài danh vọng và đưa con của mình kiếm được nhiều tiền nữa gì. Nhưng bây giờ mình còn hãnh diện nữa. Mình hãnh diện nữa. Bây giờ mình đi qua Mỹ mình thấy rằng gì, bây giờ nó ra làm cái diễn viên điện ảnh đó, nó lương gấp 10 lần 100 lần bác sĩ. Đúng không? Dạ. Nó nổi tiếng nó kiếm cả 100 triệu một lúc chứ mà nó kiếm ấy đâu. Thế cho mình thấy không có đúng. À, ngày xưa ở Việt Nam mình thì coi cái nghề ca hát là cái nghề mà thấp. Sướng ca vô loại. Không có ai mà tôn trọng cái đó hết, coi như hát chơi cho vui thôi. Chứ không phải cái nghề đó là nghề chính. Nhưng mà với qua Mỹ nó lại khác rồi, cho nên cái điều hệ trọng nó khác nhau ở cái vùng đất. Ngày xưa chúng ta ở Việt Nam á, chúng ta nghĩ như thế là đúng, nhưng bây giờ chúng ta qua Mỹ cái nghĩ đó nó lại không đúng nữa rồi. Nên cái hệ trọng của cái ngày xưa ở Việt Nam qua cái hệ trọng của cái ngày nay chúng ta ở Mỹ nó hoàn toàn là khác. Cho nên á, con người chúng ta nó phải thích ứng vào hoàn cảnh. Con người ta mà giỏi đó là những người nó biết thích ứng vào trong cái hoàn cảnh của mình đang sống. Thí dụ như là mình ở nhà rộng thì mình sống theo rộng, mình ở nhà hẹp mình sống theo hẹp, thì những người đó là người ta tồn tại được. Còn có nhiều người đó họ không tồn tại được, hay là họ bệnh hoạn, họ đủ mọi thứ, là vì họ lúc nào họ cũng bất mãn đối với cá nhân họ bất mãn đối với hoàn cảnh, họ bất mãn, họ không hài lòng đối với cuộc sống, và họ bất mãn với những cái gì họ đang có. Chúng tôi nói chuyện với nhiều người bạn đó, là nhiều khi họ nói ủa anh nói chuyện xong tôi mới hiểu, tôi mới thấy trước sao tại sao trước kia tôi cứ nghĩ như thế đúng không? Thì hỏi bảo tôi cái gì tôi khổ quá anh ơi, tôi khổ quá. Tôi khổ sao? Là đến nhà trông con trông cháu dùm cho nó khổ quá. Người ta cho nó khổ. Cái đó là cái niềm vui của mình chứ đúng không? Bởi vì mình chọn mà. Con cháu mình mà bây giờ đó là mình đến nhà nó mình trông cháu cho nó thì con mình đi làm đi yên tâm. Đúng không? Tức là mình làm cái điều đó đúng, kêu khổ quá mà. Đâu có khổ. Có nhiều người bây giờ người ta muốn có con, có cháu, người ta không có hay sao? Có nhiều người mong một con mà không thể có một con nào được hết. Thì làm sao có cháu? Đúng không? Muốn có cháu bồng bế cho nó vui, không có. Trong khi đây mình có 20 đứa cháu bồng bế thì mình bảo tôi khổ quá. Và những cái điều đó là điều gì? Điều đó là điều mà con người ta phải nhìn vào vấn đề cái hệ trọng trong cuộc đời của mình nó là cái gì? Nếu mình nhìn cái điều hệ trọng đó theo cái chủ quan của mình thì mình thấy mình khổ quá. Nhưng nếu mình nhìn khách quan, mình nhìn bên ngoài vô thì mình đâu có, mình sướng chứ nên mình đâu khổ đâu. Thì nhiều khi tôi nói chuyện với mấy người bạn xong, ủa nghe anh nói rồi bây giờ tôi mới cảm thấy là tôi sướng chứ tôi đâu có khổ. Đúng không? Là mình được ôm cháu mình trong tay trong khi có 3 người bạn thèm muốn có một đứa con bồng bế mà không có được. Thành ra nhưng em thấy có cái câu này cũng hay lắm, tôi nói rằng là nhiều khi mình nhìn lên á thì không bằng ai, mình nhìn xuống đi nhiều người còn khổ hơn mình. Như điều anh vừa nói rằng là thì thật sự ra mình hơn nhiều người lắm, mà tại vì mình không biết không anh. Thật ra nói tóm lại em nghe anh trình bày và em cảm thấy như là trong cuộc sống á, mình phải tập chấp nhận với mọi thứ thì mình mới thấy vui. Còn đối với em thấy em lại cảm thấy rằng là mỗi một ngày em lại nghĩ là mình phải trân quý một ngày, mình đâu biết được ngày mai ra sao đâu, đúng không anh? Mình lo lắng nhiều quá cũng chẳng làm gì.
Thành ra em nghĩ rằng là cứ mỗi một ngày mình sống vui đi là được rồi. Đúng, cái đó là cái nhân sinh quan của mỗi người. Con người ta phải có nhân sinh quan, mình sống ở đời mình phải có nhân sinh quan, tức là mình phải có cái lẽ sống của mình sống như thế nào. Đúng. Lẽ sống đó là của mình cũng phải của người ta. Cho nên bây giờ mình nhìn người khác mà tôi sống theo lẽ sống của người khác, không phải. Mình sống theo lẽ sống của người khác, một ngày nào đó mình sẽ nhìn thấy rằng mình sống chật, không có đúng theo cái hướng của mình. Cũng như những người ta thích âm nhạc, có người ta thích về máy móc, có người ta thích trồng cây, trồng hoa, trồng kiểng vân vân á. Mỗi người đều khác nhau. Người ta có cái niềm vui là được bây rồi. Bây giờ mình phải tìm ra cái niềm vui của mình. Cũng như bây giờ đó là đi làm á, mà khổ quá tôi đi làm. 6 ngày trên 7 nghĩa là không có lúc nào nghỉ. Cái gì cũng than. À, đến khi mà về hưu rồi á, tôi ở nhà tôi buồn quá anh ơi, tôi không biết làm gì. đúng. Thấy không? Dạ, đó là nhân sinh quan của họ ấy. Bây giờ họ, bây giờ tôi mới nói chuyện với tôi bảo bây giờ là anh chị nhìn xem á, khi anh chị đi làm, anh chị cực đúng không? Nhưng mà anh chị nuôi được con cái của mình, biết bao nhiêu người đi làm nuôi con, bây giờ con thành tài, họ trở thành những nhân tài cho đất nước Mỹ hay là các nơi trên thế giới, họ trở thành nhân tài là nhờ bố mẹ nuôi. Bố mẹ đi làm cực nhọc nuôi con mới được như thế. Tại vì mình muốn như vậy mà. Mình muốn như vậy, mình muốn con mình nó khá. Thành ra mình đừng có kêu là mình cực quá, mình khổ quá. Cái điều đó nó được trả giá bằng cái sự thành công của con cái. Của đúng không? Vậy tự tưởng tượng mà con cái nó không thành công mà nó đổ đường xó chở, nó xì ke mà thế, có phải mình buồn không? Hay không? Đó, đấy. Mình hơn nhiều người chứ. Tôi trình bày như thế thôi. Dạ. Nếu anh chị nghĩ rằng là con anh chị bây giờ nó hút xì ke ma túy thì mẹ nghĩ sao? Dạ. Đấy mới là khổ. Dạ. Cái đó mới là cái khổ. Mình không làm sao được. Đúng rồi. Là cũng như là có chúng tôi mình ở đây mà lần đó là mình không có vấn đề là mình kỳ thị một cái gì hết á. Nhưng mà có gia đình một người bạn tôi quen ở bên Canada đó là đứa con nó giải phẫu á. Dạ. Nó chuyển giống á. Và khi mà cho hormone vô nó không biết là cho thế nào đó, nó về nhà nó điên. Nó đánh bố mẹ đó. Đánh bố mẹ chịu không có nổi nữa, vì sao phải kiếm chỗ nhà cho ở. Thành ra đấy mới là cái khổ. Đó. Tức là người ta bị một đứa con như vậy, người ta mới là khổ. Còn bây giờ con cái của mình học hành tới nơi tới chốn, nó ngoan ngoãn, nó thành đạt thì đó là cái sướng chứ, đâu phải cái khổ. Mình nuôi con được thành đạt là cái sướng của mình, hạnh phúc của mình. Chứ mình đừng có nói cái đó là cái khổ, tôi khổ quá, tôi nuôi con, tại sao tôi phải đi làm hoài này kia các thứ. Giờ đến bây giờ ngược trở lại khi mà trên 65 tuổi, về hưu rồi bây giờ. Tôi ở nhà tôi buồn quá anh ơi, tôi không biết làm gì cho hết giờ. Thế bảo bây giờ đó là anh chị phải kiếm một cái gì, một cái pastime, cái hobby của mình, cái gì mình thích. Có người ta đọc sách, đọc báo, người ta vô thư viện. Ngồi yên tĩnh, người ta đọc cuốn sách người ta thích. Đó là người ta enjoy life. Người ta enjoy life. Và đi tập nhảy anh. Có nhiều đi tập dance. Nhảy. Bây giờ em thấy nhiều cặp, bây giờ có lớn lớn cặp tuổi, dìu nhau nhảy, có là một cái vừa là tập thể dục mà đúng, vừa là vui âm nhạc nữa. Đúng. Cũng như ông trẻ anh nói là mình đưa âm nhạc vào trong đời sống đó, cũng là một cái hình thức mình cảm thấy cuộc sống nó vui tươi hơn. Mình nhiều khi mình đi những party mình ngạc nhiên là mình thấy những cái ông cụ và cụ trên 80 tuổi rồi. Dạ. Mà bài nào cũng đi ra nhảy. Rất là ngưỡng mộ luôn. Ôm nhau nhảy rất là vui. Dạ. Có nhiều người nói trời lớn tuổi quá thì đó, làm gì đúng không? Đúng. Không nhiều phải, người ta đi ra ta exercise. Dạ. Người ta đi ra exercise là mình phải khuyến khích những chuyện đó. Dạ. Cũng như anh đang nói là cái nhân sinh của mỗi người nó khác nhau. Có nhiều người đó là Việt Nam mình là nhiều khi cũng theo cái kiểu xưa đó anh. Nhiều khi nghĩ là mình lớn tuổi rồi mình ra mình nhảy mình nhót vậy mình lại sợ người ta nói mình. Lại là tự nhiên mình đi hy sinh cái niềm vui của mình thích lắm. Nhiều khi trong lòng rất là thích mà lại không muốn, không dám. Có phải là uổng không? Nhân sinh quan của mình nó không có đúng. Đúng dạ. Không? Nhân sinh quan đó là nhân sinh quan ở Việt Nam. Thời khi chúng ta mà còn trong cái thời mà đóng kín cửa đó, Việt Nam đóng kín cửa ngày xưa đó, các cụ nghĩ như vậy, trên 50 tuổi là già là rồi, lụ cụ rồi, ở nhà là phải gọi bằng cụ bằng bác rồi, không có gọi bằng anh bằng chú như bên này nữa, thì họ đã già rồi thì họ phải làm theo người già chứ không có làm theo cái người mà trẻ được. Nhưng mà đấy là cái mà nhân sinh quan của mình khi mình sống ở tại Việt Nam ngày xưa, cái văn hóa ngày xưa nó cổ kính nó như thế. Nhưng qua Mỹ đây mình thấy là ngay như chúng tôi đó lớn tuổi thì gặp nhau bạn bè có mày tao chi tớ không à. Mình ngạc nhiên ủa sao cái tuổi mình lớn mình không gọi. Có nhiều người bảo ngạc nhiên ủa sao các anh lớn tuổi các anh cứ mày tao vui quá. Thế mình bảo tại vì cái tâm hồn mình nó trẻ. Cái tuổi nó chỉ là cái number thôi. Nó là cái number, nó không là con số, nó không phải là cái gì hết. Nếu nhiều người đó, người ta đã già khi người ta còn trẻ
Còn đây là mình trẻ mà mình vẫn già, mình vẫn còn trẻ trung, là tùy nhân sinh quan đúng không? Anh nói em lại nhớ tới mẹ em. Mẹ em năm nay là 80 mấy tuổi rồi. Nhưng mà bà được một cái là bà hồi xưa bà ở miền Bắc, rồi sau đó bà vô Nam, bà sống cái thời Việt Nam Cộng Hòa của mình, rất là văn minh, rất là vui tươi không anh. Rồi bà sang đây, bà qua Canada bà sống thì bà thích nhảy, bà thích really vui đi chơi, mà thích trưng diện. Nhưng nhiều khi mấy bà chị em, mấy bà chị nhiều khi trong gia đình là nói rằng là thôi má lớn tuổi nhiều khi đừng có quá này kia. Nhưng mà em nói em ngược lại, em nói với mẹ em, mẹ làm cái gì mẹ thích, mẹ vui là được rồi. Mẹ sống cho mẹ, chứ không phải là mình sống cho cái người đó. Ồ, tôi sợ con, tôi nói tôi sợ người này, tôi sợ người kia. Em là không. Em nói mẹ, sống cho mẹ đi. Tại em nghĩ cái nhân sinh quan con rất là quan trọng phải không anh? Mình quan phải trọng, hiểu cái điều đó. Mà mình thấy cái điều tôi nói, điều hệ trọng ở đây ấy là mình tùy theo mỗi người. Tùy theo nơi mình sống, tùy theo tuổi tác, tùy theo gia đình nữa. Thành ra bây giờ cái việc mà các vị cao niên mà đi ra mà dancing hại là chúng tôi rất là hoan nghênh. Tuy nhiên mình cũng phải tùy theo sức khỏe của mình. Dạ vâng. Nếu mà trường hợp mà sức khỏe không cho phép á, thì chúng ta không có thể nào chúng ta nhảy những cái bản mà quá ư là mạnh bạo, thì khi nó đau chân đau tay. Nhưng mà anh đừng có lo, không có sức sao nhảy nổi, còn nhảy nổi là còn có sức. Đấy là mình nói là cái vấn đề là nó tùy theo mỗi người, nó tùy theo sức khỏe mỗi người. Cũng như là bây giờ đó là mình có sức khỏe một chút, mình đi ra mình làm vườn đúng không, làm vườn là một cái thú vui đúng không, mình ra nhìn cây cảnh hoa trái các thứ, tự dưng mình thấy trong tâm hồn mình tự dưng nó gần với thiên nhiên đó. Thì đây cũng là một hình thức để cho mình bồi dưỡng giữ sức khỏe của người lớn tuổi, chứ không phải là mình mệt có mình cái suốt ngày mình nằm trên giường thôi. Tôi cũng có gia đình mấy người bạn quen đó, sáng ăn sáng xong leo lên giường cả hai vợ chồng đều nằm coi phim tí xong, đến trưa xuống ăn trưa xong leo lên giường lại ngủ một giấc coi phim xong, chiều xuống ăn xong lại leo lên giường nằm. Thế bảo trời, hai ông bà mà nằm như thế là bệnh á, là không đúng được. Rồi là mình làm thế là cái nhân sinh quan nó sai, nó không có đúng. Em đọc tin tức đó anh Phạm Gia Đại, em có đọc tới một cái bản tin nói cũng hay lắm, em nghĩ có đó cũng đúng, là tại vì ta nói rằng là cái tuổi thọ của con người nó không phải vấn đề mà thể chất không đâu anh, mà cái tuổi thọ con người, cái tinh thần á, nó chiếm, có thể nói rằng là nó chiếm 40-50%. Vậy anh nghĩ tưởng tượng đi, nếu mình có tất cả như anh nói là mình cứ nằm mình không có cái tinh thần, mình nó buồn bã, nó buồn rầu, nó cô đơn. Đúng. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe, và cái tuổi thọ con người nó bị giống như nó shut down xuống. Thật ra ý nói rằng là chúng ta sống phải vui vẻ, như anh nói mình sống vui, mình sống khỏe thì mình mới khỏe. Tại sao nó sống vui sống khỏe? Nếu mà mình không có vui là không có khỏe được đâu anh. Đúng vậy. Thì cái trong Tự Lực Văn Đoàn ngày xưa chúng tôi đọc một cái cuốn sách mà quên không nhớ rồi, nhưng mà cái ông cụ Tú khi mà trước khi mất á thì có kêu hai đứa con đến trước giường bệnh của ông, thì ông có nói một cái câu mà tôi nhớ hoài trong cái cuốn truyện đó đó. Ông nói thấy hai đứa con khóc quá chừng khi mà cha bố sắp sửa ra đi đó, thì lẽ nhiên cái đó là thường tình con người. Nhưng ông nói một câu, nói là bố muốn nói cho các con hiểu là các con sống các con phải vui thì các con mới sống được. Các con sống là con phải vui mà vui sống. Tức là cái bài học đó ông cụ cho các con biết rằng là muốn giữ sức khỏe đó là con người ta phải vui. Nếu một lúc ngày nào mình cũng buồn rầu, mình buồn, tinh thần mình xuống thì sức khỏe mình sẽ xuống. Sức khỏe mình xuống nó kéo theo tinh thần mình xuống luôn, và con người đi xuống luôn. Con người ta không còn một cái tinh anh nữa, không còn một cái sắc bén của con người bình thường nữa. Cho nên cái lời nói của ông cụ mà khi ông cụ đang khóc hối mà nói với đứa con, đối với tôi bao nhiêu chục năm nay nó cứ ở trong đầu của mình nhớ đúng vậy. Ông cụ cũng nói đúng. Bởi vì ở đời đó tại sao mình cũng hưởng cái vui, mình cũng hưởng cái buồn làm gì? Cái buồn nó đến với mình thì kệ nó. Mình đừng có để nó bám vào người của mình đẩy nó ra, đúng không? Còn cái vui thì mình giữ lại. Còn đấy là cái nhân sinh quan của mỗi người. Nếu chúng ta hiểu được điều đó đó thì chúng ta thấy là cuộc đời này nó chỉ là cõi tạm thôi, mà lúc nào thì chúng ta cũng sẽ ra đi. Vậy thì trong khi đang sống tại sao chúng ta không cười mà chúng ta lại khóc làm cái gì, đúng không? Giống như hình ảnh trên này cái cuốn sách của Nick Vujicic này anh viết á, anh này mình thấy không? Anh là một người không tay không chân đó, tật nguyền. Vậy mà anh vui vẻ anh sống. Anh viết ra cuốn sách này để cho mọi người nhìn thấy cái cuộc đời con người ta là như thế nào. Nó mất cái này thì được cái kia. Cũng như bây giờ mình thấy những người mà khiếm khiếm thị đó là hỏi cái tai họ rất là thính.
nghe rất là hay, nghe nhạc rất là hay, đúng không? Có nhiều người như thế, giống như là công ca sĩ một tiếng khắp thế giới Andre Bocelli chẳng hạn. Dạ, opera đó. Ông bị mù từ khi ông 13 tuổi đó, tội nghiệp không? Mà sau chúng này ta cũng đó, cái ý chí rất là sắt đá anh ha. Bây giờ cái giọng hát cũng hay vô cùng, nó hay từ khi mà tất cả những cái tình cảm của ông, tất cả những cái gì đó ông như cũng chuyển hết vào trong cái tiếng hát của ông, người ta nhìn thấy, người ta nghe, người ta cảm nhận được cái tiếng hát của ông nó đặc biệt lắm. Thành ra ông trở nên một danh ca trên thế giới đó. Sau khi ông bị mù mắt thì trời lấy cái này trời cho lại cái khác, đúng không? Thành chúng ta có bị một cái gì mất mát đừng có buồn, giờ mình nghĩ ông trời sẽ cho mình lại cái khác, là mình cứ giữ cái niềm vui thôi. Đó là cái mà cũng nhiều thời gian mà tụi anh ở trong tù ở ngoài miền Bắc đó, ở trong trại giam cộng sản, thầy của anh hồi đó, thầy Tâm, thầy cũng là một nhà sư hồi đó, thầy nói một câu như thế này, thầy bảo là cứ hồ hởi, mình dùng cái chữ Việt cộng là hồ hởi là vui lên, cứ dùng chữ cứ hồ hởi đi, tức là mình cứ vui đi rồi cái vui nó sẽ đến, tức là mình cứ giả mạo vui đi, không vui cũng tạo cười đùa giỡn vui thì những cái đó nó kéo những cái vui khác nó đến, còn nếu mình cứ buồn ủ rũ thì những cái buồn khác nó lại đến nữa. Tức là ánh sáng nó kéo theo ánh sáng mà cái bóng tối kéo theo bóng tối. Cho nên mình đừng có sống trong bóng tối. Con người ta tại sao không sống ra ánh sáng mà sống theo bóng tối làm cái chi? Đúng không? Đó là mình chọn lựa cho mình, đừng nói là tại cái số của tôi như thế. Thì em cũng đọc được một cái câu em thích ở trên, nhiều khi trên Facebook anh, nhiều người cứ chia sẻ với nhau những cái câu mà nhiều khi ở trong, em nghĩ là nhiều khi trong những người ta thiền hay là những trong cái kinh Phật người ta chỉ bảo, hay là những nhà sư, thì trong cái câu có bảo rằng là mình tha thứ, không phải là mình tha thứ cho người đó đâu, mình tha thứ họ, tức là mình tự giải thoát cho mình. Đúng. Em ngồi em suy nghĩ cái câu đó và em rất là tâm đắc cái câu đó, và em suy nghĩ em nói ha, bây giờ mình giận một người, mình buồn một người mà mình để trong lòng mình tức tối, mình khó chịu, đó là mình đang gọi là mình đang tự hại mình, không mình đang bị độc, mình đang uống cái chất độc trong người mình, không? Và trong khi cái người đó, người ta đâu có khen mình buồn mình giận đâu, họ vẫn vui vẻ mà họ cũng không biết, đúng không? Thành ra em nghĩ rằng là wow, thành ra bây giờ mình hãy tha thứ con, gọi là mình đẩy ra, mình bỏ cái cục đá xuống, tự nhiên mình thấy người mình nó nhẹ nhàng. Đúng. Thành ra tôi là tự giải thoát cho mình, chứ đừng nghĩ mình tha thứ người ta, mình đang tự giải thoát cho mình. Và em rất thích câu đó và em tự tập cho em như vậy đó anh. Cái em đó không là, buồn giận ai hết là anh vậy đó. Cái đó là cái nhân sinh quan đó. Dạ, em rất là thích cái câu đó. Khi có cái nhân sinh quan đúng á, là con người ta làm đúng, con người ta sống đúng và con người ta khỏe mạnh. Dạ. Còn nhiều khi cái nhân sinh quan mình lệch lạc đó, hay là mình nhăm là tìm trả thù, trả oán cho người khác này kia, thì tự dưng là mình lao vào trong một cái vấn đề mà nghiệp dĩ mà nó không bao giờ nó ra hết được cả. Bị bệnh anh. Nó là bệnh luôn. Bệnh đó luôn anh. Khi đi tới những cái chỗ nó không có tốt đối với tâm thần, đối với con người. Em đã từng trải qua rồi. Em muốn chia sẻ với anh cũng như quý vị khán thính giả. Em đã từng trải qua khi mà em ôm cái lòng mình, ôm hận trong lòng mình buồn phiền. Trời ơi, bệnh anh. Đúng. Bệnh mà mình nghĩ. Tức là em nằm một chỗ, em nói ủa tại sao mình bị như vậy. Đúng. Mình đang chuốc độc cho mình. Thế là em đọc được cái câu đó. Tự nhiên em thấy em như em bừng tỉnh vậy đó anh. Em thay đổi. Hôm nay chúng ta nói về cái đề tài này nó còn nhiều lắm quý vị. Dạ. Nhưng rất tiếc là giờ chúng ta cũng đã hết. Hay quá, nãy giờ nói chuyện anh hết giờ luôn. Rất là thích thú với những cái đề tài mà nhà văn Phạm đưa ra. Và chúng ta nhân đó chúng ta cũng nghĩ lại để cho cuộc sống của chúng ta vui tươi hơn qua cái chương trình này, phải không anh Phạm Gia Đại? Mà mình vui tươi mà làm cho người khác xung quanh mình cũng vui tươi. Dạ. Bởi vì mình ủ rột là người khác xung quanh mình cũng đâu có vui đâu. Dạ. Thì đấy là mình tạo ra một cái niềm vui cho mình và cho mọi người đó quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi chương trình Thiên Hạ Sự Kỳ này với nhà văn Phạm Gia Đại. Quý vị có thể theo dõi lại những chương trình của Thiên Hạ Sự trên YouTube hoặc là Facebook của Hoa hậu Hạnh Lê Official hoặc là VCao TV nha quý vị nha. Và cảm ơn quý vị một lần nữa, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.